Dạ Phong xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô Đặng, thì Phong sẽ đi mua một cái bánh kem tạo một cái bất ngờ thú vị cho cô. Thì Phong sẽ mua cái bánh kem ở Sa Đéc rồi đem qua cho cô. Thì nay cũng trưa rồi thì cũng tạo cái bất ngờ, phải nói chứ bất ngờ này bất ngờ cũng thú vị lắm nha. Và không biết cô á, từ đó giờ cô có được ăn cái bánh kem hay là một cái ngày sinh nhật, một buổi sinh nhật nào chưa. Thì bây giờ Phong chỉ cố gắng đem niềm vui cho cô Đặng á, thì tuổi già xế chiều rồi, vui ngày nào hay ngày nấy. Rồi hãy cùng Phong theo chân đi mua bánh kem và xem cái sự bất ngờ của cô Đặng như thế nào nhé. Rồi hãy theo dõi nha quý vị. Dạ Phong lấy cái bánh kem đây, cái này số 8 số 1 nè, 81 tuổi. Thì cái bánh kem trong đây đây đó, ở đây Diễm Minh nha, bánh kem Diễm Minh. Thì có để đây luôn này, nhưng mà hiện giờ bán người ta đó là 200, nhà bớt Phong 20 rồi còn 108. Đây em gửi cho chị. Dạ. Rồi hãy cùng theo dõi những điều bất ngờ thú vị nha quý vị. Rồi em đi nha chị. Dạ. Trời ơi, bữa nay cô Đặng y như là cái gái Ấn Độ với cô Đặng. Cô. Không muốn gì học chát nữa là việc may mắn. Dạ hả cô? Cô ơi, cô có vẻ biết một hai tiếng nào nữa mới có đèn báo nặng là tôi sợ. Nên bây giờ ai cho uống gì tôi đâu uống, ăn gì tôi ăn, điều trị gì tôi đâu dám. Cô ơi, chính tôi coi tôi biết mà. Dạ cô. Tôi đang ngồi ăn cái phần cửa hành ăn con nhỏ hôm nay có thấy hai bộ bà thấy sao tôi chóng mặt quá mà tôi ráng lại. Cô, tôi ráng lại tôi lộn để tôi coi. Cô, tôi coi rồi tôi ngã liền. Cô hả? Ồ sao bữa nay con bây giờ con kêu cô hay là 5 lần luôn á, bữa nay cô làm sao hả? Bị huyết áp cao. À cô khỏe chưa? Dạ ơi tôi biết là tôi bệnh hồi tôi kêu tài Phật cứu sống rồi mà tài Phật cứu tôi nãy giờ tôi muốn lấy xe đạp đi ra. Ủa mời sao mà thuốc uống đó. Ủa mời hả, bệnh mà sao đẹp với vậy, bữa nay chơi khăn hồng trên đầu nữa vậy cô hả? Ủa bữa nay cái này phong đẹp chứ vậy? Phong cách lạ nè. Cái xanh cái đỏ. Cái xanh cái đỏ nữa hả? Mà cô đang lạnh hay là cô đang nực vậy? Đang ấm mà. Ấm ha. Mà cô bữa nay cô uống gì không nè, tụi con mời nè, uống nước chai đi cô. Không, uống đời mới uống bệnh hả? Cô. Sinh nhật thì sinh nhưng mà mấy quà bánh nó cũng phải nhận. Giờ dì ba không ăn phải không? Không ăn. Cô ơi, bữa nay là ngày sinh nhật của cô á, thì đem đến niềm vui cho cô á là bánh kem với bông bóng sau lơ sau trên nè, bông bóng nữa nè cô ơi. Đó, bông bóng cho bà kìa. Tôi cha mẹ tôi sinh nhầm ngày 30 tết mà đêm giao thừa mà. Không biết mà tổ chức muộn cái gì? Này tổ chức muộn. Tổ chức muộn nghe. Đâu rồi. Thật sự là đem muốn đem niềm vui đến cho đem cô. Niềm vui là cho gì? Vui vẻ lên thôi, hiểu không? Rồi. Thì cái này là anh em mà muốn đem niềm vui đến cho cô á. Rồi chị đem vô đi. Tại bữa nay sức khỏe bà kém á. Nghe tạo niềm đủ rồi. Đó, bây giờ trước mặt của cô á là một cái bánh kem. Đó, và tấm lòng của tất cả anh em. Hồi nãy giờ tôi kỵ với bánh kem là tôi đâu có ăn. Dạ. Tôi kỵ kem dễ lắm, cái gì mà có kem là tôi không có chịu ăn. Nhưng mà đây là cái bánh kem con. Bánh kem tôi cũng không có chịu ăn nữa. Cô ơi, bánh kem con tự làm đó. Cô tin không? Không làm tặng cho dì ba đó. Không được hả? Không ăn hồi nãy giờ tôi không ăn thì để cho anh chị ăn. Ừ, thì biếu lại đây cho mấy cậu ăn. Ừ, bữa nay là tổ chức sinh nhật cho dì ba vui. Bà ơi, bà ăn bánh hương lan được không? Thì phải là bánh lan người ta cho tấm hộp đó, ăn được nha. Rồi bây giờ nè, ở trong, ở ngoài á là kem, ở trong là bánh bông lan. Tụi con sẽ dạt kem ra, tụi con lấy bông lan cho cô ăn. Còn kem thì con ăn. Chịu ăn. Còn sao giờ cô? Tôi thử rồi. Là... bắt mấy đứa nhỏ hát tặng cho dì ba bài sinh nhật nha. Bây giờ cũng biết có khỏe. Cái hiện tại và tương lai quá của mình dễ đi hết, ăn dễ. Thôi bây giờ nè, cô không ăn bánh kem nhưng mà cái ngày tạo niềm vui cho cô thì bây giờ con sẽ chúc cho cô là
thật nhiều sức khỏe nha. Rồi tụi con là chúc mừng sinh nhật cô được không? Cô ơi, con muốn cô vui chứ bữa nay nhìn cô bí sĩ á, là con anh em tụi con buồn lắm á. Vui lên đi, vui lên chút cho người ta vui cái. Happy birthday nè. Hồng Nhi, em mới lấy bộ bài ra, em có tương lai và quá khứ của em hiểu biết là em có bệnh nãy giờ. Em mới bớt. Thôi em cũng khỏe rồi. Thôi thăm chúc anh khỏe mạnh nha. Anh mở có mạnh có giờ với em thì em cũng nuôi vậy. Còn cuộc sống ở với cháu thì sung sướng, nó cẩn thận, nó bằng, nó cũng sướng, em cũng mừng cho. Rồi khi nào chú Minh Tân có chở em lên chợn, em mua nem 30 nem biếu cho anh ăn. Bởi vì mà lần mua nem để cho anh ăn. Em mua nem nha, để em lên thăm anh. Rồi em mua nem cho anh ăn. Rồi dẫn cậu cậu kia lên nhà chị hai, thăm chị hai với anh hai rồi là quay ra về.